đâu gì vậy? Tại báo quán nước hoài có bao không luôn. Trời ơi, nó lên cái đó rồi. Có báo quán nước mới trăm lần 10 bữa em báo nữa mà. Bị tốn tiền rồi. Nó hết nước một lần là biết nó có vấn đề rồi chứ không phải lần thứ hai đâu. Nó chăm hoài là mới mà nó lọt vô trong máy là không hết là tới công chuyện nữa. Không bình nữa, tôi đã báo hết nước chứ không nói được. Cái ông cầm vô xong rồi ông kia chạy thử đi. Hôm nay khô nữa thôi đủ, nó chia tay ông luôn vậy. Xe mà bình nước phụ là chỉ nó chỉ tăng chức năng là chỉ là phụ thôi chứ là xe ví dụ coi nó cầm vô rồi không kêu chạy thử coi vài ngày xe chạy giờ 5 năm cũng không hết bình nước phụ nổi nữa. Nó chỉ trường hợp là xe nó vô này là nó chỉ mất nén rồi bình nước phụ là chỉ là nó có vấn đề lớn liền chứ không có đùa đâu. Tại nó mà lọt vô trong máy lọt cái này nó khô rồi nó bê này là hết cơm tháo được bỏ luôn nè. Tháo nó bê ra luôn rồi đó. Mở này thử coi. Nó hết hoài, nó hết hoài rồi mà nó đốt ra ngoài nó đỡ nó lọt vô trong máy là cho tới công chuyện luôn á. Nên chưa lọt vô. Chưa lọt vô, chưa lọt vô. Nó bị mở cái bu kia rồi. Ngó vô cái bu kia cái. À, nó hết liên tục thì nó không lọt cái đây thì nó sẽ bị đốt. Chỉ cứng lại đi. Đây mở nhỏ của kia đây. Đóng nữa rồi, đóng rồi, đóng nè, nè. Mở ngay cái thứ này. Nhưng mà giờ làm phốt này, ở đây mà một cái phốt nè, đâu rồi cây cốt đâu rồi. Cái phốt này là thua rồi, phốt này là tiêu rồi, cái này nó bị cháy nước á, nó khô, nó gòn người lá nó dợp á, nó đốt nước. Xong mà trong đây nó khô nè, nó không có nước nè, nó nóng rồi, cái phốt này là tiêu. Cây cốt quẹt đâu. Cốt phía cái cốt rồi cốt có nước xin nước đây bên đây là ba món một cái phốt này hôm nữa nó bốn món nó còn mười lát ra nước công nữa thân chịu quá khoảng 1.2-1.3 đó muốn là muốn đi ngon lần thì làm đi lần đó, đây sao là chỉ chạy thôi không bị nữa rồi. Ok các bạn. Đó, trường hợp như mấy bạn xem á là nhiều bạn hay thắc mắc là mở cái bầu gió nhưng mà chiếc Novo 4 5 6 rồi ra mở ra mà thấy bên trong đây nó ọc như vậy nè. Đã không biết nó bị từ đâu á đúng không? Thì nó bị ọc như vậy nè, là đây cái ống thông hơi nè anh em thấy không? À, cái ống thông hơi này nè, cái ống này á là nó sẽ cắm vô trong đưa anh cái nắp đầu bò đây. Đó nó cắm vô cái nắp này nè. Đây. Cắm ngay cái lỗ này nè. Đó từ cái hơi máy đi lên. Thì tại sao hơi máy nó đi lên nhiều anh em thì lý do là thứ nhất là ở bên cái đường nước của anh em nó có vấn đề đó nè. Cái thứ hai là cái con wheelat, trường hợp xấu là con wheelat nha anh em, để khô nước thì nó ảnh hưởng đến con wheelat đó. Xe này là bị một trường hợp là bị trường hợp nặng nha, bị cả hai luôn, vừa hư Ford mà vừa hư luôn con wheelat luôn đó. Nhìn cái màu xe này là biết là xe đen thù lù như thế này là biết là chứ đó nó nóng như thế nào rồi đó. Nó nóng lên rồi nó mới kẹo ra những cái mà nhớt như đó, giống như gọi là bị cháy khét á. Lọc gió đi siêu kỹ luôn. Ồ nè, đó anh em chưa, một cục một quạp luôn nè. Thân bị này nè là những xe đi lâu năm nó bị là với trường hợp là những cái van lớp B nước của anh em á là nó bị không mở van lớp B nè. Hai là quát nước có vấn đề nè, còn ba nữa là con wheelat nè. Ba nguyên nhân đó nó sẽ dẫn đến tình trạng thế này. Đó. Con wheelat là anh em biết tại sao không? Con wheelat là nó sẽ gây đốt nước, nó hụt nước, nó hết nước máy liên tục. Sau đó đây nó hụt nước mát thì nó sẽ gây ra nóng máy quá nhiệt thì nó sẽ hư phốt bơm nước đó. Phốt nước bắt đầu là ảnh hưởng đến cái đường nước đường nhớt. Rồi rút cái đầu ra cái đưa anh cái con người đó rồi
đây, thấy không? Anh theo chưa? Đây gọi là bị cháy gòn bì lát này, thấy không? Do nó bị thiếu nước, thấy không? Đó, đây, đó, cháy gòn bì lát nè. Không, mặt bên đây là bình thường là nó sẽ như vậy em, thấy không? Ngay khúc này nè. Đó, nó này ảnh hưởng tới phần ở ngay luôn rồi. Phần sau là rủi hết nha. Là phần sau là phần ở bên cái phần bê tông. Đó, như thế này nè. Xây cái bê tông nữa lên xíu em. Rồi ok. Em 150. Rồi. Rồi thay là con Vilas là để phát nước, uống nước lại.